cái nút màu xanh này nó bật lên và nó sẽ báo cho các bạn biết là nó đã có điện rồi. Và cái lúc đó thì nút màu đỏ này nó chưa lên vì video này Trọng sẽ hướng dẫn cho các bạn hiểu về cái nguyên lý của cái bếp chiên nhúng bằng điện loại nhỏ này. Trước tiên là các bạn phải hiểu được nó và cái cũng giống như cái lập trình của nó để các bạn biết được là nó hình thành như thế nào và nó sẽ làm như thế nào để nó làm cho sôi được cái dầu. Đây là cái nút chỉnh nhiệt của cái bếp chiên nhúng bằng điện loại nhỏ. Cái loại này là loại 8 lít dầu. Đây là cái nút mà để chỉnh cái nhiệt độ để cho mình biết được là mình chỉnh nhiệt độ bao nhiêu cho nó phù hợp. Và đây là nó có những cái thông số, thí dụ như đây là 60, 80, 100, 120, 140, 160. Để cho các bạn biết là các bạn muốn chỉnh nhiệt độ lên bao nhiêu. Thí dụ như bây giờ cái nhiệt độ mà chiên gà là 140 thì các bạn sẽ dặn lên cỡ này, đây là 140. Đấy, thì khi mà cái nút này bật lên thì nhớ kỹ, các bạn phải nhớ kỹ, đây là cái đầu tiên khi mà các bạn ghim điện vô thì cái nút màu xanh này nó bật lên và nó sẽ báo cho các bạn biết là nó đã có điện rồi. Và cái lúc đó thì nút màu đỏ này nó chưa lên vì cái nút này các bạn chưa dặn. Khi mà các bạn đã đổ dầu vô xong xuôi hết rồi thì các bạn bật lên thì nó sẽ kích hoạt và nó sẽ báo cho biết là cái nút đỏ nó nhảy lên và nó báo cho biết là cái cây thanh nhiệt này nó đang nóng. Và nếu như mà các bạn muốn cho nóng 140 thì dặn tính 140. Thì khi mà nóng tới 140 thì nó tắt. Như vậy thì làm sao để nó nóng được? Thì khi mà cái bộ máy ở trong này nó hoạt động, nó sẽ kích hoạt cái cây này, thì cái cây thanh nhiệt này nó sẽ làm nóng cái cây thanh nhiệt này. Và khi mà cái cây thanh nhiệt này nó nóng thì nó đụng vào dầu thì dầu nó sẽ sôi. Cái cục này là nó sẽ báo cho ở bộ máy ở trên này biết là bạn ơi, dầu nó đã sôi rồi, bạn nó đã đủ nhiệt độ rồi, bạn hãy tắt đi. Thì ở trên này nó sẽ biết là nó sẽ tắt và nó sẽ không có nóng nữa. Nút đỏ nó sẽ tắt và nút xanh nó sẽ nổi nút xanh là cho mình biết là nó đã tắt rồi. Và khi mà mình bỏ đồ vô mình chiên hoặc là mình để hơi lâu thì nó sẽ nguội dầu lại. Và thằng này nó sẽ báo cho biết là bạn ơi, dầu đã nguội rồi, hãy bật bếp lên đi. Thì thằng này tự động bật bếp lên. Đó, nó là cái nguyên lý, các bạn phải nhớ nha. Cái nút này nó tắt rồi mà các bạn muốn cho nó lên 160 thì các bạn dặn cái nút này lên. Thì cái nút đỏ nó sẽ kích hoạt lên và nó sẽ hoạt động và nó làm cho nóng dầu lên tới 160. Đấy, nó là cái sơ lược về cái bố cục của cái bếp chiên này. Nhớ là cái cục này là cái cục báo thanh nhiệt nha các bạn, để cho biết là cái độ sôi bao nhiêu là đủ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và xin hẹn gặp lại.